Bạn có bao giờ nhìn thấy thần đèn như thế này chưa? Không chỉ có phép thuật mà lại còn rất xinh đẹp. Thực hiện bất kỳ điều ước nào mà chủ nhân yêu cầu, chỉ cần búng tay một cái là cả khu biệt thự xuất hiện. Trên TV đang giới thiệu về một cuộc thi hoa hậu quốc tế. Thần đèn này cũng có thể giúp chủ nhân đăng cai tổ chức cuộc thi. Búng tay một cái, ngay lập tức các cô gái từ khắp các nước lần lượt kéo về. Mà những thí sinh đi thi cũng rất biết cách lấy lòng. Cô nào cũng mang theo cả vựa trái cây để hối lộ ban tổ chức. Đôi lúc có thí sinh bỏ thi thì thần đèn em đây cũng có thể thế chỗ. Không cần phải nói nhiều, thời của anh tới rồi mấy cưng ơi. Scotty vốn dĩ chỉ là một nhân viên phục vụ tại một nhà hàng nhỏ ven biển. Vì hôm nay ông chủ của anh không đi làm, nên anh đã tìm cách trốn về sớm để thăm bạn gái đang bệnh ở nhà. Cầm một bó hoa trên tay, Scotty bước thẳng vào nhà để tạo bất ngờ cho bạn gái. Nhưng ái chà chà, ông chủ của anh cũng có mặt ở đây sao? Đã vậy ông ta còn tận tình thăm khám và cho cô bạn gái ăn khoai lang nướng. Không nói nhiều lời, Scotty tức giận đuổi cả hai ra khỏi nhà của mình. Cũng từ thời điểm đó anh chính thức bị ông chủ sa thải. Quá đau buồn vì bị cắm sừng, Scotty đang định dùng bó hoa để cúng cô hồn giải hạn thì ông chủ nhà bước vào. Ông ta buộc anh phải lập tức dọn đi vì không trả tiền thuê nhà trong nhiều tháng. Lúc này Scotty chỉ còn biết thở dài và hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Trong khi đó ở trên thiên đường, Magnus tập hợp các vị thần để giao cho họ những nhiệm vụ mới. Đầu tiên ông ấy gọi nữ thần phép thuật Ginny. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là sẽ xuống trần gian và phải giúp chủ nhân của mình thực hiện điều ước. Mặc dù Ginny không muốn vì cô cho rằng con người rất ích kỷ và tham lam, nhưng đây chính là mệnh lệnh nên cô đành phải chấp nhận. Ở dưới trần gian, Scotty rủ thêm hai người bạn đột nhập vào một bữa tiệc của giới nhà giàu để giải sầu. Khi này siêu mẫu nổi tiếng Dana bất ngờ xuất hiện, vẻ đẹp đầy mê hoặc của cô ấy ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của Scotty. Sau đó, khi cô nàng đang ngắm biển một mình từ ban công, anh đã âm thầm tiếp cận để bắt chuyện. Chào em có muốn đi dạo biển hóng gió cùng anh không? Tiếc cho anh là người đẹp đã thẳng thừng từ chối. Giờ này mà đi dạo biển nếu không trúng gió thì cũng méo miệng, quá đau khổ cho số phận của mình. Scotty uống đến say khướt và đi dạo một mình trên bãi biển. Đúng lúc này, anh ngồi cạnh một ông lão vô gia cư nên xin ông ấy lời khuyên. Tuy nhiên ông lão không trả lời, mà chỉ đưa cho anh một chiếc đèn bí ẩn và một chiếc chăn, nói rằng đó là tất cả những gì anh cần hiện tại. Nằm trên băng ghế, Scotty ôm chiếc đèn và ước có một chiếc giường ấm áp cùng một vài cô gái nóng bỏng bên cạnh. Ngày hôm sau, Scotty đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành thì đột nhiên tỉnh dậy. Anh đang nằm trên một chiếc giường êm ái cùng với hai cô gái trần như nhộng. Giật mình, Scotty liền hỏi bọn họ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Chẳng cần biết tàu nhanh hay tàu chậm nhưng anh đây không có tiền trả đâu. Nói xong anh tức tốc chụp lấy chiếc đèn và bỏ chạy. Sau đó, Scotty chạy vào nhà vệ sinh và thử xoa chiếc đèn thần để kiểm tra sức mạnh của nó. Nhưng rồi anh lại nghĩ chắc là mình nghèo quá nên điên mất rồi. Trên đời này làm gì có chuyện đó. Thế là anh đặt chiếc đèn xuống để đi vệ sinh. Đột nhiên, Ginny bất ngờ xuất hiện phía sau khiến anh giật mình. Cô ấy còn nói rằng chính anh đã triệu hồi cô ấy khi xoa chiếc đèn thần. Tuy nhiên Scotty lại không tin, còn nghĩ rằng do mình đẹp trai nên bị cô ấy bám theo. Vì vậy Ginny đã thách anh nói ra một điều ước. Ngay lập tức, Scotty ước được tắm rửa và mặc quần áo mới. Ginny liền búng tay một cái và mọi thứ đã thành hiện thực. Đến lúc này thì Scotty không tin cũng phải tin. Tại bãi biển, Ginny nói với chủ nhân của mình rằng anh là người duy nhất có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy cô. Sau đó, Scotty kể cho thần đèn nghe về những điều bất hạnh gần đây của anh, nên Ginny hỏi anh mong muốn điều gì. Đúng lúc này, siêu mẫu Dana đi ngang qua nên anh vẫy tay chào cô ấy, nhưng không ngờ cô nàng lại một lần nữa phớt lờ anh. Đột nhiên, Scotty nhớ ra rằng anh có thể ước bất cứ điều gì, nên anh ước Dana phải lòng anh ngay lập tức. Nói xong anh hừng hực khí thế bước lại chỗ Dana, mặc cho Ginny ra sức ngăn cản. Scotty vẫn cố gắng ôm lấy eo Dana và mời cô ấy tắm nắng cùng anh. Khi anh đang luyên thuyên nói những lời ngọt ngào, Dana liền trực tiếp đổ nước lên đầu anh để anh bớt ảo tưởng. Ginny chạy đến giải thích rằng cô không thể thực hiện những điều ước liên quan đến trái tim của một người. Khi này đám bạn trai của Dana không ngừng chế giễu Scotty, nên anh liền ước mình là vận động viên bóng chuyền giỏi nhất thế giới và thách đấu với bọn họ. Scotty chọn đại một anh chàng vũ mĩnh gần đó làm đồng đội của mình. Với sức mạnh của thần đèn, anh dễ dàng giành được chiến thắng trước hai anh chàng cao to vạm vỡ. Sau đó, Scotty đến chỗ hai người bạn thân của mình là Sup và Lars. Anh hào hứng giới thiệu vị thần vô hình của mình và yêu cầu cô nàng hiện nguyên hình cho hai thằng bạn cũng được nhìn thấy. Tại bãi biển, Scotty mong muốn có một khu nghỉ dưỡng cao cấp của riêng mình. Ngay tức khắc Ginny đã thực hiện điều ước của anh. Oh my god, đúng thật là vi diệu. Sau đó, bộ ba khám phá biệt thự rộng lớn của họ và Ginny hỏi chủ nhân của cô ấy còn muốn gì nữa không. Sup và Lars liền không ngừng đưa ra những yêu cầu kỳ quái. Cái này người ta hay gọi là xài ké mà còn không biết điều. Khi này Scotty vô tình nhìn thấy ông lão vô gia cư đang nhặt ve chai bên ngoài. Mang ơn người đàn ông đó, Scotty xin thần đèn ban cho anh số tiền mặt 10.000 đô la. Sau khi có được thứ mình cần, Scotty tức tốc chạy xuống bãi biển và đưa tiền cho ông lão, với hy vọng giúp ông ấy phần nào cải thiện cuộc sống.
Tuy nhiên, ông lão lại không chịu nhận mà chỉ muốn có một công việc, vì vậy Scotty đề nghị sẽ tìm cho ông ấy một công việc được trả lương hậu hĩnh. Nói xong anh đưa ông lão vào nhà và giới thiệu với Ginny, kể từ hôm nay ông ấy sẽ là quản gia của ngôi nhà này. Sau đó, cả ba bắt đầu tìm cách tận hưởng những thú vui của giới nhà giàu. Đúng lúc trên TV đang chiếu bản tin về một cuộc thi hoa hậu quốc tế, 25 thí sinh từ khắp các nước đã sẵn sàng cho vòng chung kết sắp tới. Vì vậy Scotty liền đưa ra điều ước rằng hai thằng bạn thân của anh sẽ là ban tổ chức của cuộc thi này. Và không ngoài dự đoán, phóng viên trên TV liền thông báo cuộc thi sẽ được tổ chức tại khu biệt thự của Scotty. Chiều hôm đó, anh nhờ ông lão mang một bó hoa và một chiếc váy đến nhà Dana, mời cô đến tham dự bữa tiệc chiêu đãi tối nay. Nhìn thấy chiếc xe limousine, Dana thắc mắc ông chủ là ai. Ông lão liền cho biết đó chính là anh chàng chủ tịch giả nghèo Scotty. Rất nhanh bữa tiệc đã diễn ra, Lars và Sup chào đón những thí sinh nóng bỏng đến với cuộc thi, còn Scotty thì chào đón cô gái trong mộng bấy lâu nay của mình. Tối đêm đó, hai thằng bạn thân tha hồ thưởng thức đặc sản các nước, còn Scotty thì không ngừng cảm ơn Ginny, khen ngợi cô ấy chính là thiên thần may mắn của anh. Sau đó khi anh đang đi cùng với Dana, cô ấy chợt tỏ ra hào hứng khi nhìn thấy một nhà sản xuất phim nổi tiếng tên là Donald. Vì để lấy lòng bạn gái, Scotty liền nói rằng ông ta là bạn cũ thời thơ ấu của anh. Ngay lập tức, Ginny thực hiện yêu cầu của chủ nhân nên Donald tỏ ra rất thân thiết với Scotty. Nhân cơ hội này nên anh đã giới thiệu Dana với nhà sản xuất. Đột nhiên Sup đến và kéo Scotty đi đâu đó, còn Ginny ở lại tiếp tục quan sát Dana, trong khi cô ta nhìn nhà sản xuất với một ánh mắt rất lẳng thị lơ. Một lúc sau, Scotty dẫn Dana đến phòng của anh ấy, nơi một ban nhạc đã được chuẩn bị sẵn. Khi nữ siêu mẫu thắc mắc về công việc thực sự của Scotty, anh liền chém gió rằng mình đang sở hữu một công ty tỷ đô, trái ngược với bầu không khí với tiếng nhạc sập sình bên ngoài. Scotty và Dana đã trao nhau những giây phút nhẹ nhàng lãng mạn, khiến mấy ông chú đánh đàn chỉ biết nhe răng cười và liên tục trầm trồ. Scotty liền bảo họ giải tán để anh dễ hành sự, nhưng chưa kịp sơ múi gì, Ginny đột nhiên gõ cửa phòng để nhắc nhở chủ nhân của mình rằng hãy chinh phục Dana bằng tình yêu chứ không phải là chỉ một đêm. Scotty suy nghĩ một lúc nhưng vẫn quyết định đóng cửa. Chắc là anh đang nghĩ đạo lý gì tầm này, no bụng cái đi rồi tính tiếp. Lúc này Ginny một mình đến quầy rượu, tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng cô lại rất buồn. Ngày hôm sau, Scotty đi dạo trên bãi biển với Ginny, tiết lộ rằng không có chuyện gì xảy ra giữa anh và Dana vào đêm qua. Anh nghĩ rằng những điều Ginny nói là đúng, phải khiến Dana yêu anh bằng trái tim mới là tình yêu vĩnh cửu. Điều anh cần làm là phải hoàn thiện bản thân mình trước. Thế nên tối đêm đó, Ginny hướng dẫn chủ nhân của mình cách kêu món sao cho sang trọng, tinh tế và không bị trừ điểm thanh lịch. Ngay sau đó, Ginny còn dạy Scotty cách nhảy thật điệu nghệ, yêu cầu anh nhắm mắt lại để cảm nhận khi cô nhìn anh một cách đầy vẻ khao khát. Kết quả là đêm hôm sau, Dana hết lời khen ngợi Scotty về kiến thức ẩm thực đỉnh cao của anh. Khi cặp đôi ngồi trên bãi biển và định tiến xa hơn, Ginny ngồi bên cạnh nhắc nhở Scotty phải cố gắng kiềm chế, nên anh chàng ngay lập tức dừng lại khiến Dana cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi trở về nhà, trong lúc Ginny đang chăm chú xem TV thì Scotty đột nhiên tắt nó đi. Anh đeo một chiếc vòng vào cổ tay cô và cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ. Quá hạnh phúc trước món quà này, Ginny đã biến ra một khung ảnh có hình của cả hai và tặng lại nó cho anh. Ngày hôm sau, tại phim trường, Dana đang tham gia một dự án phim của Donald. Khi cả hai ở trong phòng riêng, Ginny bất ngờ xuất hiện vô hình bên cạnh ông ta. Cô âm thầm quan sát khi Dana buông lời tán tỉnh nhà sản xuất, và ông ta cũng đã đáp lại ý định của cô. Sau đó, Dana cảm ơn Scotty vì đã giới thiệu cô với Donald. Cô còn đặc biệt mời anh đến ăn tối tại nhà cô tối nay. Mặc dù rất ghen tị nhưng Ginny không biết phải làm sao. Chiều hôm đó, Sup và Lars vẫn đang bận rộn giao lưu với các thí sinh. Scotty thông báo cho Ginny về ý định ngủ với Dana. Anh nghĩ rằng cô ấy đã thích anh dữ lắm rồi nên mới mời đến nhà ăn tối. Ginny mặc dù rất buồn nhưng vẫn hỏi anh kế hoạch tối nay sẽ là gì. Scotty liền yêu cầu cô biến anh thành một người có tay nghề massage đẳng cấp. Anh sẽ dùng cách đó để quyến rũ Dana. Tuy nhiên, Ginny nói rằng mặc dù phép thuật được thực hiện, nhưng anh cần phải luyện tập với cô ấy trước cho quen tay. Khi Scotty massage cho Ginny, cô vô tình đưa tay chạm vào anh khiến anh giật mình lùi lại và bỏ đi. Chiều hôm đó, Scotty nói rằng anh muốn đi một mình và không cần Ginny hỗ trợ. Thế là cô nàng đành một mình xem TV thì quảng cáo của Dana xuất hiện. Quá bực tức, cô ném chiếc bánh pizza đang ăn dở dang vào màn hình. Ở bên này, Scotty đang nhẹ nhàng massage cho Dana và chuyện gì đến cũng đến. Tuy nhiên, Ginny không cam tâm nên đã âm thầm xuất hiện ngoài cửa sổ. Cô dùng phép thuật lần lượt biến Dana thành mẹ, bạn và bà ngoại của Scotty, khiến anh chàng tuột hết cảm xúc vội vàng bỏ đi. Khi này trong chiếc đèn thần, Magnus xuất hiện bên cạnh Ginny. Ông ta nhắc nhở cô không được phép can thiệp vào cuộc sống của chủ nhân. Ginny khẳng định cô ấy đang cứu Scotty tránh khỏi sự tổn thương. Đồng thời cô cũng thú nhận tình yêu của mình dành cho anh. Tuy nhiên, tình cảm của Ginny chỉ là đơn phương nên cô không được phép. Magnus cảnh báo cô lần cuối, nếu không tuân theo thì cô sẽ mất hết phép thuật và bị nhốt trong ngọn đèn mãi mãi. Ngày hôm sau, Ginny giả vờ hỏi Scotty về đêm qua thế nào khi họ đi dạo trên bãi biển.
Đúng lúc này họ nhìn thấy Dana đang ở bên cạnh một người đàn ông khác, nên Scotty quyết định sẽ làm điều gì đó khiến cô ấy ghen tị. Ginny rất hào hứng và tình nguyện giả làm bạn gái của anh. Ngay lập tức cô nàng biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sau đó, Scotty tiến tới chỗ Dana khiến cô nàng có tật giật mình nên ra sức giải thích. Ginny nhanh chóng có mặt, hôn chủ nhân một cách say đắm và giới thiệu mình với Dana, làm cô ta ghen tuông kéo anh sang một bên và hứa sẽ không gặp lại người đàn ông khi nãy nữa. Khi họ hòa giải, Scotty mời Dana tham gia cuộc thi hoa hậu và anh sẽ sắp xếp để cô giành được giải cao nhất. Ngay sau đó phần thi áo tắm đã diễn ra. Sup và Lars nhìn thấy một thí sinh không có tên xuất hiện trên sân khấu, là bà thần đèn chứ còn ai nữa. Thì ra cô ấy cũng quyết định tham gia cuộc thi để tạo ấn tượng với chủ nhân của mình. Kết quả chung cuộc, người dẫn chương trình công bố Ginny là người chiến thắng. Điều này khiến Dana rất tức giận. Scotty liền kéo Ginny xuống sân khấu và chất vấn cô ở bên trong. Anh thắc mắc tại sao cô lại cố tình tham gia cuộc thi, trong khi anh đã hứa sẽ tặng danh hiệu hoa hậu cho Dana. Ginny giải thích rằng cô ta là một người không chung thủy, và càng yêu cô ta sẽ khiến anh chịu nhiều tổn thương mà thôi. Trong cơn tức giận, Scotty tuyên bố rằng anh không muốn Ginny thực hiện bất kỳ điều ước nào cho mình nữa. Cô nàng khi này chỉ đành rơi nước mắt và nói, vâng thưa chủ nhân. Ngay sau đó Magnus xuất hiện, ông ta thông báo rằng cô đã bị trục xuất và một thần đèn khác sẽ thay thế cô vào giữa đêm nay, tối đêm đó trong phòng của mình. Khi Scotty đang có những giây phút ngọt ngào cùng với Dana, đột nhiên anh nhìn thấy tấm ảnh của anh và Ginny. Scotty chợt hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của cả hai, trái tim anh có lẽ đã thực sự yêu cô ấy mất rồi. Sau đó, anh ngăn Dana tiến xa hơn và vội vàng bỏ đi. Scotty chạy xuống nhà tìm Ginny nên ông lão kể cho anh nghe mọi chuyện. Lúc này Donald cũng đến và Dana mời ông ta lên điền vào chỗ trống giúp mình. Ngay sau đó, Scotty cầm chiếc đèn đến gặp một pháp sư trong vùng. Anh giải thích tình hình và nhờ ông ấy giúp đỡ. Vì vậy pháp sư bảo anh hãy nói những gì anh muốn nói với Ginny. Tuy nhiên ông ấy cũng đồng thời cảnh báo, thần đèn có thể mất đi sức mạnh và mọi thứ ban cho anh cũng sẽ biến mất. Sup và Lars cố gắng ngăn cản người bạn của họ ở bên ngoài, nhưng Scotty vẫn quyết tâm cầm đèn thần lên và nói, Ginny, anh yêu em. Ngay lập tức cô ấy xuất hiện bên cạnh anh và đáp lại tình cảm đó. Cuối cùng cả hai đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Trong khi đó, cảnh sát tuần tra tới bắt giữ Dana và Donald đang nằm trên bãi biển. Vì Ginny đã mất hết phép thuật nên khu nghỉ dưỡng cũng đã biến mất. Mặc cho Dana không ngừng nói Donald là bạn thân thiết của chủ nhân khu này, nhưng ông ta vẫn ngáo ngơ, thằng đó là ai, tôi có biết cái gì đâu. Khi cảnh sát kéo cả hai về đồn, ông lão nhìn về phía Ginny và Scotty đang vui vẻ đi dạo trên bãi biển. Hóa ra ông ấy cũng chính là Magnus đã âm thầm chúc phúc cho họ bấy lâu nay. Bạn nghĩ sao về bộ phim này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.